Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay ngày 2 tháng 10, giáo hội kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Nếu sức mạnh của sự giữ và ma quỷ đông hàng hà xa số đang ngày đêm bay lượn quanh nhân loại, Xung quanh chúng ta để tìm cơ hội làm hại con người thì sung sướng và hạnh phúc Vững dạ thay khi Chúa gửi đến cho loài người một sức mạnh vô cùng hữu hiệu là các thiên thần sự trợ giúp này Chúa và giáo hội gọi là các thiên thần hộ thủ hay là bản mệnh. Các thiên thần bản mệnh gìn giữ con người khỏi hiểm nguy, khỏi mọi sự giữ quấy phá, đưa con người tránh xa dịp tội, để con người kết hiệp và tiến bước tới Thiên Chúa. Thiên thần bản mệnh là ai? Thiên Chúa thiết lập Vũ trụ tạo dựng con người sách hải huyền Ngay từ những trang đầu đã thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất Tạo nên con người trong vũ trụ hỗn mang đam sen bóng tối và sự sáng Lực lực của bóng tối của ma quỷ mạnh mẽ vô cùng Ma quỷ có vô số, vô số Vô số kẻ lúc nào cũng lượn quanh con người rình mò cắn xé ngay trăng đầu khởi nguyên, Kinh Thánh đã viết thần khí Chúa bay lượn là là trên mặt nước và trong tân ước trong đêm Giáng sinh thiên thần của Chúa với muôn cơ binh đàn ca, vinh tùng sướng hát tôn vinh con Thiên Chúa là Đức Giêsu -xu, xuống thế làm người. Đây là các thiên thần luôn luôn túc trực để thờ phượng Chúa và nâng đỡ con người chúng ta. Trong số này có muôn vàn thiên thần bản mệnh, Chúa sai tới để nâng đỡ gìn giữ từng người. Các ngài giúp con người tránh xa các dịp tội thêm sức mạnh cho con người, để con người thoát những cơn cám dỗ nguy hiểm, nâng đỡ và khuyến khích con người khi con người gặp những sự thất vọng ở trần gian, an ủi con người trong những cơn sầu muộn. Các thiên thần bản mệnh cũng giúp con người hồi tâm thống hối khi con người yếu đuối xa ngã cầu bầu cùng Chúa cho con người. Các thiên thần bản mệnh cũng soi sáng thêm sức mạnh cho con người khi con người đang hấp hối, nguy tử, vân vân các thiên thần bản mệnh có sứ mạng lớn lao là luôn hiện diện bên cạnh con người để gìn giữ, gìn giữ, an ủi và che chở con người. Nên Thiên Thánh Vịnh 137 câu 1 đã viết lạy Chúa giữa chư vị thiên thần, con đàn ca kính Chúa. Hoặc trong lời nguyện nhập lễ ngày 2 tháng 10, giáo hội đã cất tiếng nguyện xin, Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con, xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực che chở và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Câu chuyện minh chứng bàn tay của thiên thần bản mệnh hộ phù che chở, số là có một cha sở miền quê bên Pháp lúc đó đang mang một sự đang ở một sứ đạo hẻo lánh một đêm kia được tin một người đau nặng đang hấp hối muốn xin ngài tới sức giàu trời về khuya với bổn phận mục tử ngài ra đi làm phận sự của mình từ nhà xứ tới nhà người đau ngài phải băng qua khu rừng khu rừng vắng khi tới khu rừng trời đã rất tối ngài ngập ngừng nhưng nghĩ lại và nhớ tới thiên thần bản mệnh ngài cầu nguyện để thiên thần cùng đi với ngài Ngày mạnh dạn và đã tới sức giàu cho người bệnh kịp thời giờ hấp hối. Câu chuyện đã qua 10 năm rồi, nếu không nếu nó không nếu nếu không có biến cố mới này thì nó đã rơi vào quên lãng. Một từ tù sắp bị hành quyết, anh ta rất khó tính và không chịu nghe bất cứ một ai. Người ta báo cho vị linh mục năm xưa đã băng qua khu rừng để đi sức dầu cho người đang hấp hối. Linh mục được báo tin có người tử tù muốn gặp đã tới vì lòng nhân từ. Vừa thấy linh mục người tử tù đã muốn phản ứng xua đuổi không muốn gặp vị linh mục. Nhưng bóng anh ta ngừng lại và nói với vị linh mục Có phải cha là cha sợ họ ích không? Vị linh mục ngạc nhiên trả lời Trước đây 10 năm tôi làm cha sợ ở đó Nhưng bây giờ tôi đã đi nơi khác rồi Thì ra cách đây 10 năm người tử tù lúc đó Là tên cướp giết người đang lẩn trốn trong khu rừng Mà tôi đi qua và hắn định Bất cứ gặp ai, hắn sẽ giết chết để lấy quần áo của khổ chủ mà hóa trang đánh lừa lưới pháp luật. Người tử tù kể lại lúc đó y muốn giết linh mục này, nhưng thấy bên cạnh có người thanh niên lực lưỡng, thấy không thể thắng nổi nên y đã để cho vị linh mục và người thanh niên ấy đi bình an vô sự. Vô sự. Nghe người tử tù thuật lại, người linh mục ngạc nhiên và sực nhớ lại lúc đó, ngài đã dừng lại để cầu nguyện xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ và như vậy người thanh niên mà người tử tù thấy chính là thiên thần bản mệnh đã giúp đỡ gìn giữ về linh mục câu chuyện trên minh chứng thiên thần hộ thủ luôn có mặt khi con người cầu xin xin ngài giúp đỡ và can thiệp Lạy Chúa nhân ngày lễ các thiên thần hộ thủ, xin cho các ngài luôn ở gần chúng con, để trông nom giữ gìn nhờ đó chúng con sẽ thoát khỏi mọi nguy hiểm dưới thế và mai sau được hưởng hạnh phúc trên trời. Lời nguyện tín lễ ngày 2 tháng 10 lễ các thiên thần hộ thủ. Xin cho mọi người chúng con luôn biết kính trọng, yêu mến và cậy trông vào sự che chở của các thiên thần hộ thủ và luôn sẵn sàng tuân theo lời chỉ dạy của các thiên thần bản mệnh qua tiếng nói lương tâm hôm nay chúng ta mừng lấy các thiên thần bản mệnh hay là các thiên thần hộ thủ chúng ta đừng có quên là có một thiên thần làm bạn với chúng ta xin cho chúng ta cũng uh, yêu mến ngài nghĩ đến ngài nói chuyện với ngài đừng để ngài cô đơn à, và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể nói là lấy thiên thần hộ thủ xin uh, ở bên con và gìn giữ con khỏi mọi hiểm nguy của cuộc sống con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn